Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc Hoa Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn khai thác một cái đồng thuộc hệ sinh thái của co nha các bạn. Đó là đồng kết nha, kết co nha các bạn. Và mình sẽ nói sâu qua một chút về nó nha. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy tổng công của nó đó là 2 tỷ 100 triệu cái đồng kết này. Và nó cho chúng ta ăn drop miễn phí đó là 168 triệu nha các bạn. Và nó bán ICO đó là 105 triệu cái đồng kết nha rồi các bạn ở đây thì cái trang của nó chủ của nó là nó có cái mà con chat luôn nha các bạn để mình thêm vào cái ví metamask nha các bạn và lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm vào ví metamask luôn nha rồi tiếp theo đó các bạn kéo xuống dưới nè nó có tất cả mọi thông tin là các bạn nè đây tổng công là hai hai tỷ 100 triệu cái đồng kết nè Android miễn phí là 168 triệu nè rồi uh, sẽ tắt tức là gửi sự tắt kinh lấy lại đó các bạn đó là 420 triệu cái đồng kết nè rồi uh, game game tức là chúng ta nó sẽ cho Uh, cái thằng này chủ yếu là nó là game file nha các bạn tức là nó cho chúng ta chơi game và chúng ta sẽ nhận cái đồng uh, kết này đó là sau này nha hiện tại thì chúng ta chưa đâu các bạn đó là nó cho chúng ta chơi game nhận là 1 tỷ 050 triệu cái đồng uh, kết này nha các bạn rồi cái tiếp đó là thanh khoản đó là uh, 210 triệu cái đồng kết nha các bạn rồi nó bán ICO đó là 105 triệu cái đồng kết rồi tiếp theo là folder tức là những cái người mà sáng lập ra những cái người mà tạo ra cái đồng kết này sẽ là cái phần của họ là 105 triệu cái đồng kết nha. Và cuối cùng đó là đại sứ là 42 triệu kết tức là những người mà quảng bá, những người để mà lan tỏa cái dự án này đó các bạn là 42 triệu kết nha. Rồi ở bên dưới nó có những cái thông tin là các bạn nè. Và ở đây thì nó có lộ trình roadmap rất là cụ thể nha các bạn. Các bạn có thể vào để mà xem nha. Ở đây mình sẽ bấm vào cho các bạn xem nha. Và mình sẽ dịch tiếng Việt luôn. Ở đây mình vào đang vào trang web nha các bạn này đó là tháng 4 năm 2023 đó là nó sẽ phát hành trên nền tảng ra mắt Android nè, rồi ra mắt ICO nè, rồi nó khai phát cổ phần và KIC luôn nha các bạn. Cái thằng này nó có KIC luôn nha cho nên chúng ta à, có thể mà đăng ký bằng chứng minh nhân dân căn bằng căn cứ công dân với lại bằng lái xe nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là tháng 5 năm 2023 đó là nó phát hành NFT nè, rồi cổ phần NFT nè, rồi tháng 8 2023 là nó sẽ cho dần ăn drop và dần ICO luôn và chúng ta có thể bắt đầu rút tiền về ví MetaMask nha các bạn. Rồi tháng 9 năm 2023 là nó sẽ niêm yết trên các sàn giao dịch nha. Và tháng 10 năm 2023 đó là chúng ta sẽ được tiến hành lên giao dịch nha các bạn tháng giêng tức là đầu năm sau năm 2024 tức là chúng ta có thể chơi game và nhận phần thưởng từ cái thằng kết co này nha các bạn rồi và nó đơn giản ngoài thôi các bạn và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mà đăng ký tài khoản nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần bình luận của video để các bạn có thể nhấn vào mà nó sẽ chuyển ra cái trang để mà các bạn đăng ký tài khoản nha. Rồi cái ô đầu tiên đó là các bạn điền username nè, đó. đó là username đó là các bạn điền viết liền và không có không có dấu cách nha các bạn. Và tiếp theo đó là email các bạn điền email của các bạn vào và ô thứ ba đó là điền mật khẩu nha có chữ hoa chữ thường và có số nha các bạn và ô tiếp theo đó là confirm password tức là các bạn xác nhận lại mật khẩu nha và ô tiếp theo đó là các bạn điền số căn cứ công dân của các bạn vào nha và ô cuối cùng là các bạn điền mã code nha các bạn có thể điền mã code của mình hoặc là khi các bạn nhấn vào cái đường link của mình á thì nó sẽ tự động hiện ra mã code các bạn cứ để yên nguyên như vậy nha rồi sau khi mà các bạn điền đầy đủ thông tin như thế này thì các bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa và các bạn bấm một cái chữ register phía bên dưới nha Rồi các bạn bấm vào cái nút lưu luôn nha. Rồi và các bạn bấm vào cái dấu ba gạch menu nha. Và các bạn bấm vào cái chữ ăn drop nha. Và khi các bạn bấm vào ăn drop thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Ở đây là nó có chữ claim nè các bạn. À là mình sẽ claim được 96 cái đấy, cái đồng kết nha các bạn. Và Uh, tốc độ khai thác hiện tại của nó nó là 4 kết trong một giờ nha và cứ như vậy chúng ta sau 24 tiếng thì chúng ta vào chúng ta bấm để mà cờ làm một lần nha các bạn rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào dấu menu ba gạch nha rồi các bạn bấm vào cái chữ account cho mình nha đây ở cái chữ account á, là nó sẽ hiện ra tất cả thông tin của các bạn nè và các bạn có cái đường link nè các bạn có thể đi chia sẻ cho bạn bè nha và tiếp theo đó là các bạn có thể cai xe phía bên dưới nè các bạn mà nhưng mà các bạn phải khai thác là 10 phiên nó mới cho cai xe đủ điều kiện cai xe nha các bạn cho nên chúng ta phải khai thác đủ 10 ngày chúng ta mới được cai xe nha rồi và tiếp theo là chúng ta nên cài đặt ứng dụng luôn nha các bạn các bạn bấm vào dấu ba gạch nè ở phía dấu ba chấm nha các bạn ấy rồi các bạn kéo xuống nó có cái chữ mà cài đặt ứng dụng á các bạn cứ việc cài đặt ứng dụng cho mình nha để chúng ta không có mà khỏi vào trang web nha các bạn rồi tiếp theo đó là ở trang chủ các bạn kéo xuống dưới các bạn có cái chữ mà con nè này các bạn nè. Các bạn copy cái con này cho mình nha. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ vào quý MetaMask nha các bạn. Rồi khi mà các bạn đăng nhập vào ví MetaMask thì các bạn chọn mạng đó là mạng coi nha. Các bạn bấm vào phía trên nha để mà nó sổ xuống những cái mạng nè. Và các bạn kéo xuống dưới nè các bạn chọn cho mình mạng coi nha. Đây coi trên mainnet uh, tùy theo tên các bạn đặt nha. Rồi sau khi mà hiện ra mạng coi như thế này các bạn bấm vào cái chữ mà nhập token nha. Rồi tiếp theo đó là các bạn dán cái địa chỉ mà các bạn vừa copy mã con sắt vào nha. ấy rồi các bạn bấm vào cái chữ cái chữ mà cái hiệu token đó là khoảng vài giây nó sẽ tự hiện ra luôn nha các bạn đây. Tự hiện ra cái hiệu và số thập phân của token luôn, đó là cây nè các bạn. Cái đồng kết nè các bạn nè. Rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào nút nhập nha. Rồi như vậy là mình đã thêm cái đồng kết co vào uh, ví ví MetaMask thành công nha các bạn. Và tiếp theo đó là các bạn kết nối với cái quý Metamask của chúng ta luôn. Rồi các bạn bấm vào cái mà trình duyệt nha. Rồi các bạn thêm một cái trang web mới cho mình nha. Rồi các bạn bấm vào các bạn thêm kết nha. Kết chấm io nha các bạn. Kết chấm io nha. Rồi sau khi mà các bạn bấm vào cái co.io như thế này các bạn bấm vào dấu ba gạch nha. Bấm vào ăn drop cho mình nha. Thì khi các bạn bấm ăn drop á thì có chữ login nè, à. các bạn bấm vào login nha. Rồi các bạn tiến hành đăng nhập bình thường nha. Các bạn nhập username nha. Rồi ô bên dưới các bạn nhập mật khẩu nha. Rồi chúng ta tiến hành login nha các bạn. Rồi sau khi mà lắp in xong á thì chúng ta kiểm tra lại tài khoản nha. Các bạn bấm vào cái chữ mà account nè, phải đúng tài khoản của chúng ta không nha. Đây đúng tài khoản chúng ta nha các bạn. Đúng tài khoản của chúng ta nha các bạn thì các bạn trở về trang chủ là các bạn bấm vào hôm nha. Rồi các bạn kéo hết xuống dưới nè. Nó có cái chữ mà đây là token nè, có cái hình con cáo nè các bạn, quý metamask đó, biểu tượng quý metamask các bạn bấm vào nha. Đây nó kết nối nè các bạn, các bạn bấm vào kết nối nha. Các bạn bấm vào thêm tóc token luôn nha Hồi nãy là mình thêm rồi đó các bạn ấy như vậy là mình đã thêm tóc token kết nối với ví Metamask thành công nha các bạn Rồi và như vậy thì mình hiện tại thì đã thêm tất cả một thông tin nha các bạn Và đây là các bạn đồng hồ nó đang chạy nè Và cứ sau 24 giờ thì chúng ta vào chúng ta làm một lần nha các bạn và mình sẽ để cái đường link bên dưới phần bình luận để mà tất cả những bạn nào mà chưa khai thác thì mình khuyên các bạn nên khai thác cái đồng này nha các bạn cái này thuộc hệ sinh thái của cao đao thì nó cũng rất là tốt nha các bạn và nó cho chúng ta khai thác miễn phí nha và cái thằng này thì đầu năm sau là chúng ta đã có thể mua bán giao dịch hoặc là chơi game để mà nhận thêm nó nha các bạn cho nên nó là thuộc diện mì ăn liền đó các bạn chỉ còn vài tháng nữa thôi à, từ đây tới khoảng tháng 8 tháng 9 là nó đã cho ngân khai thác rồi các bạn cho nên chỉ có nó cho khai thác chúng ta miễn phí là vài tháng thôi các bạn cho nên chúng ta tranh thủ nha các bạn và cái tốc độ khai thác này nó càng ngày nó càng giảm nha lúc trước thì mình thấy khai thác 5 kết cho một giờ nhưng mà hiện tại còn 4 kết thôi nha các bạn và trong tương lai càng nhiều người mà đào thì nó cái sẽ càng giảm nha các bạn cho nên chúng ta tranh thủ khai thác nha rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.